Vamos aí com o Elinha. Mặt trong ánh mắt lấp lánh, lời yêu thương anh lắm người. Một sự đã đến bên em và một sự đã đến bên anh hy vọng. Là sao khẽ vứt tâm em và là sao nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết mấy tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ đến sờ thơ. Một xuân đã đến nâng em trao đồ hôn, và một xuân đã trao cho em ánh mắt dài. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Tất cả các vị đã đóng một sát bát với lời sử dụng Ngọc Châu qua bài đề thì thầm của xuân. Và nhân dịp năm mới xin được kính chúc quý vị một năm mới phúc lộc sâu tầm, làm ăn phát tài. Và ngày hôm nay chúng ta không xe không về cùng với gia đình anh Nam và chị Linh như quý vị ơi. Từng trưa đón sự mất mát, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương đến bên em và một sự đã đến bên anh thì không là sao khẽ vứt trong em và là do nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết mấy tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ đến dần hơn. Một sự đã đến bên em trao đồ hôn, và một sự đã trao cho em ánh mắt dài. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Và em đã biết mấy tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ bên sân hờ. Mùa xuân đã đến bên em trao đồ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt này. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Dạ, xin lớn. Dạ, kính thưa quý vị, một lần nữa cho phép anh Trí xin được thay lời từ phía gia đình anh Nam và chị Trân đang cùng với ban tổ chức chương trình tiệc cưới trọng đàm xin được kính mời quý vị sau khi dùng tiệc cùng với gia đình, chúng ta hãy cùng góp vui một vài ca khúc trong buổi tiệc ngày hôm nay.